Hà đang tìm kiếm một tân binh mới. Một người với ước mơ. Thật ra tôi là một lâm bát. Phải, một lâm bát biết ước mơ. Chúng tôi muốn bạn. Yeah. Nếu như bạn có lòng thì bạn đã có đủ tố chất. Cậu không có đủ tố chất. Khoan, tiếp. Sẽ tìm thấy một tình bạn tuyệt đẹp. Có lẽ không được đẹp, nhưng chắc cú sẽ thu hút như bẫy chuột vậy. Tên mình là Ratchet, mình sẽ gọi cậu là Glenn. Giờ ở một nơi tăm tối của vũ trụ này, trong vòng 2 ngày, cậu bị kích thiên hà sẽ bị tiêu diệt. Tế Lệ, người đang nhắn tin nghe. Má ơi, đang gọi cho má. Alo. Một kẻ ác không ai cản nổi. Lão dân vĩ đại của ta sẽ cho họ cơ hội. Cuộc tấn công sắp diễn ra, tôi phải báo cho đội biệt kích. Mình có thể giúp được. Để làm người hùng. Yeah. Không, không huyền thoại. Quang còn hơn thế nữa. Rồi, có ai khác cảm thấy là lúc này chúng ta nên bắn cái gì hay không? Cảm ơn. Tháng tư này, tiêu diệt bọn chúng đây. Khi một lực lượng hắc ám đe dọa thế giới, mình xông vào đây. Hãy kiểm tra động cơ của bạn. Có chân. Thiệt là hết sải. Nạp đầy dũng khí. Xin giới thiệu, đây là súng Peter. Và tung cước. Chết nào tung cước. Đá bay vài tiểu hành tinh. Xem phim nào. Đặc vụ gà mờ. Tôi thấy rất tò mò khi con tàu đang đi nhanh và dừng lại đột ngột mà không làm cho hai người. Ôi thằng lên đây. Đừng có lo học viên, người khỏe mới không bị nôn. Tôi thật là kinh khủng. Dừng lại đi. Hồi chiến 29/4/2016 với phiên bản lồng tiếng. Ngô Kiến Huy xin chào tất cả các bạn và hy vọng là các bạn sẽ ra rạp vào ngày 29/4 để xem bộ phim Ratchet and Clank, Đặc vụ Gamer, để xem Huy lồng tiếng cho nhân vật này như thế nào nhé.